À, xin chào tất cả các bạn Và bây giờ thì mình sẽ có một cái phần quà dành tặng cho tất cả những người Mà chúng ta đang theo dõi với kênh Lê Chí Linh Ở trên Youtube ở và trên Fanpage Thì mỗi tuần như vậy là mình sẽ có tặng 7 cuốn sách như thế này Cứ là đây là cái cuốn sách về hành trình người xuất chúng mà mình đã xuất bản trong hơn một năm qua Thì uh, mỗi ngày như vậy là mình sẽ dành tặng một cuốn sách này để tặng cho một người may mắn nhất Khi mà chúng ta comment ở trên cái Fanpage hoặc là ở trên kênh YouTube với cái nội dung đó là ba số cuối của chứng minh nhân dân và cứ mỗi một cái 12 giờ trưa vào thứ bảy hàng tuần như vậy đó thì mình sẽ quay một cái đoạn livestream và bằng cái đó là random là một cái số chọn ra một cái số ngẫu nhiên thì mình sẽ quay ở trên internet để tất cả chúng ta cùng xem luôn và mình sẽ chọn ra ba 3 chọn ra có 7 người một tuần như vậy là mình sẽ chọn ra 7 người may mắn nhất, có là mỗi ngày như vậy là một người. Thì 7 người may mắn nhất được tặng là 7 cái cuốn sách về hành trình người xuất chúng và mình sẽ quay và chọn ra ba uh, 7 người nào mà có ba số cuối chứng minh nhân dân trùng với ba cái số mà mình đã quay random đó. Ok chưa? Vậy thì là sao để chúng ta tham dự cái chương trình này? Thì bằng cách đó là chúng ta hãy comment về ba số cuối của chứng minh nhân dân của mình ở dưới cái đoạn video này và sau đó chúng ta share cái đoạn video clip này về trên tường cá nhân của mình và gửi đến và tác cho ba người bạn chúng ta vào cái đoạn video này có là chúng ta cần phải tác ba người bạn vào cái đoạn video này và như vậy thì chúng ta sẽ được hợp lệ và chúng ta cùng bấm like cái video này và chúng ta like cái fanpage của lê Chí linh được chưa Vậy thì để mà chúng ta tham dự chương trình này và chúng ta được tặng quà sách Thì chúng ta có thể tham gia đi tham gia lại Ví dụ như tuần này chúng ta chưa có cơ hội để chúng ta trúng thưởng Thì tuần sau chúng ta lại quay lại chúng ta lại comment tiếp Hãy nhớ nhé chúng ta cần phải comment lại Bằng cũng là cái số điện ba cái số cuối chứng minh nhân dân của mình Và chúng ta kèm thêm đó là một cái đoạn cảm nhận của chúng ta Khi mà chúng ta xem những cái đoạn video của Linh ở trên kênh youtube hay là trên fanpage Ví dụ như chúng ta thấy ở trên fanpage fanpage của Linh có những cái video uh, chia sẻ gì hay mang lại giá trị như thế nào và chúng ta học được điều gì thì chúng ta comment về cái cảm nhận của chúng ta kèm theo đó là chúng ta để ba cái số cuối của chứng minh nhân dân của chúng ta thì lúc đó chúng ta sẽ được tham dự và khi mà mỗi một tuần như vậy mà Linh quay lại và thấy ai là người trúng thì Linh sẽ inbox trực tiếp vào của từng người đó và mỗi tuần như vậy chúng ta sẽ có 7 người may mắn nhất chúng ta nhận được 7 cái cuốn sách như thế này Ok rồi chúng ta hãy bấm like kênh và sau đó chúng ta share cái đoạn video này và chúng ta comment ba số cuối chứng minh nhân dân kèm theo tag ba người bạn và một dòng cảm nhận về cái fanpage của linh rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta.